thì câu đó có nghĩa là ông bà này có cái tướng, mà cái tướng đó không có tướng, mỗi cách không có tướng cũng là một tướng. À, thành ra ở đây cũng không có cái đó nữa. À, là không có tướng mà cũng không có cái tướng của cái không có tướng, tướng vô tướng. Bởi vì chúng ta có thể nói tướng vô tướng, rồi tướng vô tướng, giác hạn chúng ta nói không, rồi bất không, rồi phi không, phi bất không. Thì ở đây cũng phải hiểu là phi thủ tướng, phi vô tướng, rồi phi hữu tướng, mà phi tướng vô tướng, mà bất tướng ở đây, bất tướng tức là vô tướng, vô tướng tức là bất tướng. Nhưng bất tướng ở đây không phải là để chỉ cái, ngay cả cái tướng vô tướng cũng không có, bởi nó không là tướng. Cho nên không có tướng mà còn là không là tướng, mà cái không là tướng, không có tướng và không là tướng đó không bị kẹt vào trong cái ngoan không, không vào bị kẹt dính vào cái không có. Chẳng hạn như chúng ta nói không có gì hết đó, thì nó không có vấn đề, nó là chúng ta bị kẹt vào trong đoạn, đoạn diệt. Bởi thế bất, cái câu bất bát bất của Long Thọ là áp dụng được để trong bất cứ khi nào mà giải thích cho Phật giáo. Cái vô lượng nghĩa kinh là nhấn mạnh cái mà chính là ngài Long Thọ rút ra, không phải là ngài rút ra từ vô lượng nghĩa kinh, nhưng mà ngài rút ra tất cả kinh điển đại thừa để mà ngài đúc kết lại trong tám cái không: bất sinh diệt, bất diệt, bất thường diệt, bất đoạn, bất nhất diệt, bất dị, bất lai diệt, bất xuất, năng thuyết thị nhân duyên. À, câu của Long Thọ giải thích đó. Thì tám cái không đó, nếu mà chúng ta mà chúng, nếu chúng ta cắt nghĩa chữ vô tướng là cái không sinh thì đúng, nhưng mà nếu chúng ta nói không sinh mà chúng ta cắt nghĩa mà chúng ta bị kẹt vào trong cái đoạn diệt thì trật, rồi chúng ta phải hiểu là bất diệt. Bởi khi chúng ta nói là không sinh, không đẻ, không lớn, không nhỏ, không trắng, không đen thì chúng ta dễ bị kẹt không có gì cả, mà không có gì cả chúng ta bị kẹt vào trong cái đoạn diệt. Vì phải hiểu luôn là bất, bất sinh và bất diệt, bất thường, không có thường còn. Chứ nếu chúng ta coi vô tướng là cái gì nó thường còn, thì tướng vô tướng đó thì không được, bất thường, bất đoạn, bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, đoạn, đoạn diệt, diệt thân có là đoạn, nhấn mạnh thêm đoạn diệt, đi đôi, bất nhất và bất dị. Bất nhất là một, nhưng mà bất nhất đây là cũng có nghĩa là đồng nhất đó, bất dị là đổi khác, cũng không đổi khác, không giống nhau. Nếu chúng ta nói cái chữ vô tướng này là khác hay giống với chữ nào thì chúng ta bị kẹt hết. Theo giống như ta nói là đúng hay là sai cũng bị kẹt. Bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất xuất. Là chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa đó. Thì bây giờ cái tướng không có tướng mà cũng không là tướng, mà không là tướng chính là không có tướng, mà như thế mới gọi là thực tướng. Đó. Mà thực tướng tức là chân như tướng. Đó. Chân như tướng, mà thực tướng tức là chân như tướng, tức là chân như tướng, chân như vậy, chân như chính là vô tướng. Mà chân như tức là chân không, tức là không tánh, là không. Đó. Nhưng mà cái câu quan trọng nhất nãy tôi nói 566 đó là nói lên ý nghĩa vô lượng nghĩa kinh đó. Nghĩa là thì phải nên quan sát hết thảy các pháp từ trước tới nay tính và tướng. Ở đây chỉ nên in là tính tướng dính nhau thôi, mới bắt nhiều khi tụng không để ý. Tức là tính tướng, tức là cái tướng và tính, tánh, tướng là tánh đó, và tướng. Hay là chúng ta có hiểu là cái tướng của tánh, nhưng mà để tánh để trước, tánh quan trọng mình tính tướng, pháp tánh khác, pháp tướng khác. Cái tướng với cái tánh nó giống như cái lý, cái sự gì đó, mới bắt để ý như thế. Tất cả những sự thành ra lý, ví dụ như thế. À, nhìn bây giờ nhất thiết tướng tức là tánh, vô tánh tức là chân không. Tính tướng đó, tính tướng thì đọc lại là trang 566 nha quý bác. Tính tướng đó bản lai rỗng lặng, cái câu quan trọng nhất trong kinh Vô Lượng Nghĩa.